Chào các bạn đã biết tôi Nguyễn Vlog, mình Long An, cuộc sống là Long An. Đây, hôm nay thì vợ chồng mình ăn gà nướng muối ớt. Ngon lắm các bạn. Đây là gà nướng ớt ăn với bánh mì các bạn. Đây là mình chấm tương ớt xanh các bạn, ngon lắm. Thôi, đây có cải chua với heo răm nữa các bạn. Thôi, mời các bạn ăn cùng vợ chồng nhé các bạn. Hay dạ. Yeah,
nước thôi. Mình cho nước thôi. Không nước thôi. Câu cắm này nè, cắm rồi này, cắm đặt cái này đặt cái nha. Thank you.
chào bạn nhé, hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video lắm, không biết kêu bạn như các bạn, cảm ơn các bạn.